Đây, thưa các cô bác anh chị, đây là những cái phần thức ăn ngày hôm nay sẽ phát cho các cô bác ở trong bệnh viện. Thì hôm nay gồm có là sữa tươi này, mì ly, mì lẩu Thái, chỉ việc đổ nước sôi vào là ăn, nước suối, cơm là hôm nay nấu cơm chay cô bác ạ. Hôm nay nấu cơm chay là trứng kho này, rồi đậu hũ, nấm rơm và canh rau cải. Thì hôm nay làm cái số lượng là khoảng 300 phần. Đây gồm có, đây còn có là trái cây, là chuối, bánh tráng, muối cay. Và ngày hôm nay là số tiền thứ nhất là của anh Châu. Anh Châu thì gửi dùm một gia đình ở nước ngoài cái số tiền là 10 triệu để nấu cơm hồi hướng công đức cho cha là Trần Ưng, 92 tuổi. Mẹ là Trần Thị Lệ Hoa, pháp danh Diệu Hòa, 84 tuổi. Và có cô Đài Lan Nguyễn gửi số tiền là 200 đô. Thì 150 sẽ dùng để nấu cơm, còn 50 thì lát xíu sẽ tặng cho các tình nguyện viên. Có một khán giả nữa là Kiều Linh Trần có gửi 100 Canada để tặng cho chú Sang bị u não. Và hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2021. Dạ rồi, bây giờ cô bắt đầu cô phát đi cô. Rồi mời các cô chú nhận. Dạ. Đây những cô chú này là cô là bị vâng ung thư à? Cô ung thư. Rồi rồi mời cô đi ạ. Ở những các cô chú ung thư là chúng ta rất dễ dàng nhận là da là đầu tóc là rụng hết. Dạ. Đang xạ trị. Rồi cảm ơn chú. Đây những cô này cũng ung thư này. Ôi đội cái nón lên trên, nếu mà bỏ cái nón ra là đầu trọc lốc luôn. Rồi, rồi. Cô này cũng ung thư, cắt một bên ngực. Dạ rồi, rồi. À, xin lỗi cắt cả hai bên nhé các bạn. Dạ. Rồi chú ơi, có người giúp đỡ chú tiền. Thế là chú cứ ngồi ra ngoài này, rồi lát xíu gửi tiền chú. Rồi rồi chú ăn là chú ngồi. Dạ vâng. Thôi chú ngồi ra ngoài này này cho đỡ ảnh rồi. Rồi cảm ơn cô. Dạ đi cô. Dạ chưa có tiền cho chị ạ. Vâng, để em đi làm đã rồi có tiền em cho chị nhé. Nhiều cô thì khi mà nghe được là cho tiền ông chú thì cô đang hỏi là cho tôi tiền. Cô có lãnh cơm thì qua bên kia đường xếp hàng cô. Đứng cách nhau từng tốt, mỗi lần lấy khoảng 20 người thôi. Không có đứng chung với nhau. Dạ nhận đi cô. Thank you.
ve chai em nào có nhận quà không? Dạ, có đúng không? Rồi thôi cứ đi làm đi, em nào có quà thì biếu cô. Sắp có rồi. Rồi nhận đi cô. Chú cứ phát khoảng 20 một đợt chú ạ. Vâng. Vâng, để cho ra hết xong rồi chú lại phát tiếp 20 một đợt chú. Cảm ơn cậu. Dạ dạ, cảm ơn bà nhận đi bà. Phát cơm lúc này thưa các bạn là cũng không dám để cho cô bác đứng tụ tập đông người, chỉ dám là yêu cầu là mỗi một nhóm một đợt là chỉ 20 người thôi, vì theo quy định của thành phố thì giờ không có được tụ tập quá 30 người nên cũng phải lựa. Qua bên kia đường xếp hàng cô, qua bên kia đường lấy phiếu, đứng cách nhau, đứng giãn ra nhá, không có đứng gần nhau. Rồi nhận đi chú. Rồi cảm ơn chị nhé. Cô bác mình cứ từ từ thôi, đứng cách giữ khoảng cách với nhau đi ạ. Rồi bà chờ chú lấy xong rồi bà đi. Rồi bước tới này, bước tới này. Đó. Đây các bạn ơi, thông thoáng luôn, hết không có còn ai cả. Đó. Rồi một tốp nữa đi chú Tư. Anh Khôi cứ đứng đấy thôi được không? Không có vô chỉ người ta để sắp. À vâng vâng. Đây hôm nay thì đấy các bạn thấy là không có bắt bà con xếp hàng dài mà yêu cầu là từng người một đi một nhóm chừng khoảng 20 người. Đó. Nước suối number one. Đứng ngay đây là đứng ngay tay. Rồi đứng đó. Rồi, đi vòng sau anh ơi, đi vòng sau. Đi vòng sau xếp hàng cho chen đấy. Đứng giãn ra các bà con ơi. Lúc này thì đây lại tiếp tục mời khoảng 20 người. Rồi. Cô ơi, lúc này trong bệnh viện ra thì có gặp khó khăn gì không? Vẫn được ra ngoài. Là người nhà cô bệnh gì cô? Bị thận. Rồi lên đây điều trị lâu năm chưa cô? Mới lên 3 tuần lễ này. 3 tuần này. Rồi nếu mà cô mua một phần cơm ở trong đấy mà ăn được thì khoảng bao nhiêu tiền? 30 ngàn. Khoảng 30 ngàn. Rồi một ngày phải mua mấy phần? Nuôi hai người. Có hai người nuôi, người ở trên nuôi, rồi mình ở dưới mình chạy đi mua thì mình chạy đi đấy. Vậy là một người bệnh thì là hai người đi nuôi. Một ngày là ăn mấy bữa? Ăn 3 bữa. 3 bữa. Mỗi bữa 60. Thấp nhất là 60 đúng không? 60, mỗi một bữa là 60. Có bao giờ mua hơn không cô? Có khi hơn nữa, nướng thêm uống gì đó hơn nữa. Là cứ tối thiểu ngày là 180-200 đấy. Cả nước chắc phải 200 đúng không? Đó là 200 đó. Dạ. Bởi vì nhờ có bệnh viện hãy đỡ chút. Vâng, thôi có được thì đỡ. Dạ vâng. Dạ. Rồi đưa phiếu đây con. Nè, bước tới nhận quà. Rồi cảm ơn em, tiến tới đi em. Một cái khác của em trai. Rồi nhận đi cô. Đây ở Việt Nam này, đây còn có tìm người thân. Nguyễn Trọng Hiếu 53 tuổi, bệnh tâm thần, nói giọng Bắc. Rồi có vết mổ dài đi lung tung không biết ở đâu, ai biết thì mang về nhà nuôi giùm, rồi gọi cho người thân đến để đưa về. Rồi qua đi chú ơi, cho người đứng sau tới nhận tiếp ạ. À. Cảm ơn chú. Giãn cách thì mình đừng có đứng xếp qua này. Cô bác mình đứng cách nhau nhá, mỗi một lần chỉ 20 người vào nhận thôi. Rồi nhận đi anh ơi. Dạ đủ rồi đó chú. Đủ rồi đó chú. À, có cơm, có mì, có sữa, nước suối rồi. Rồi tiến tới đi em gái. Cảm ơn mấy chị. Cảm ơn quán cơm của mình. Cảm ơn em. Vào nói ai chưa có ra lánh nhá. Cô bác vào kêu ai chưa có ra lánh đi ạ. Kêu ai chưa có ra lánh anh trai nhá. Kêu ai chưa có ra lánh. Ở gần chỗ mình đó, người ta chưa có nhận cơm, chưa ra nhận chưa?
Cô bác vào thông báo ai chưa có ra lãnh nhá. Rồi cảm ơn. Bỏ bao sốt ra để lấy cho được nhiều thức ăn. Đây các bạn, đây các cô bác lãnh xong rồi này, đang đi vô đó. Rồi vô đứng xếp hàng, vô đứng yên, đứng nguyên vô. Dạ. Rồi cô bác vô đây đứng ạ. 20 người thôi một đợt. Đó, lúc này thì các cô bác ở trong họ cũng ra lai rai chứ không có ra quá đông. Rồi đứng xếp hàng vô giùm em. Rồi, anh Khôi đang kêu cô bác đứng cách nhau mỗi người khoảng 1.5 m, đeo khẩu trang cẩn thận đầy đủ. Lúc này phát cơm thì cực hơn trước rất nhiều. Đây là phát cái phần thức ăn chay. À, rồi. Chị gái lãnh xong vào kêu ai ở gần mình mà chưa có cơm ra nhận nhá. Rồi, cảm ơn. Ký kênh ủng hộ nhá. Dạ. Rồi cảm ơn chị gái nhá. Rồi cảm ơn chị. Vào kêu ai chưa có là lãnh nhá. Rồi cho thêm hộp nữa đi. Được. Rồi. Rồi ai xin 2 hộp cơm thì cho luôn. À, ăn hết nhá cô bác nhá, không có bỏ phí. Không có đâu, cái giá đúng giá đại được rồi. Rồi bước tới đi cô. Rồi cảm ơn cô nhé. Đứng nó đạo vào nhà kìa. Cho vô đi anh Tư ơi. Dạ vâng. Thanh niên này. Rồi cảm ơn cô nhé. Đứng nó đạo vào nhà kìa. Cho vô đi anh Tư ơi. Dạ vâng. Thanh niên này. Đó các bạn, lúc này thì không có phát một cách liên tục như ngày xưa mà cứ đợi từng nhóm ra, mỗi một nhóm thì chừng khoảng 20 người, sau đó phát xong lại bắt đầu phát những cái đợt kế tiếp.
Rồi, cảm ơn. Anh ơi, chưa có phiếu nhận cơm thì qua đường đứng nha, lấy phiếu. Rồi tiến tới đi anh. Rồi cảm ơn. Qua bên kia đường xếp hàng em ơi. Chuẩn bị xong một tốt rồi. Đó. Hết cái tour này rồi, xong bây giờ chú Tư mới lại phát phiếu tiếp ở bên kia đường này các bạn này. Đó. Đang phát phiếu ở bên kia đường. Thì cũng chỉ phát cho chừng khoảng 20 người thôi. Anh ơi, qua bên kia đường lấy phiếu rồi qua đây lấy cơm. Có thẻ cho chú. Chú khách hàng đi giãn cách lên chị chưa có thẻ chị. Qua bên kia đường đứng. Dạ. Rồi đủ rồi đấy em gái, vô đi. Rồi cảm ơn cô, nhận đi. Giờ sẵn bịch ra, giờ sẵn bịch ra. Rồi vô đi anh trai ơi. Anh ơi vô đi, vô đi. Anh vô đi cho người ta còn đi. Rớt rớt đồ kìa kìa chị. Đi chị mang theo cái bao xốp đi đựng mà 5-6 món hay sao mà ấy được. Rồi cảm ơn. Bỏ lên lên, bỏ lên lên. Em bưng này lên trên nữa này, để lên trên đứng vào trong mọi người. Đó. Rồi. Đó, phát đi. Rồi vô đi cô. Rồi đang ra, cô đang qua. Đây chủ tư sẽ phát cho từng người một. Cũng chỉ phát mỗi đợt. Rồi có rồi vô đi em gái, cho người ta nhận. Qua bên kia đường lấy phiếu chú. Đi vòng ra sau. Rồi đi vòng ra sau. Cứ mỗi người đứng cách nhau cỡ 1 mét, 1,5 mét.
Rồi lại anh đi chú. Cảm ơn ạ. Chung phát cơm lúc này kiểu như thế này rất cực. Cho thêm một cơm. Cho thêm một hộp cơm. Không à? Không lấy cơm hả? Rồi. À. Có những người thì lại không lấy cơm, chỉ lấy mì, bánh tráng, sữa, nước chuối. Do là có những người lần đầu đi lãnh cơm nên là họ không có biết để họ mang theo cái bao xốp để đựng. Tôi đã nói rồi. Mai đem bao theo có đựng hết nha chị. Qua bên kia đường xếp hàng em. Qua bên đường xếp hàng. Qua bên đường xếp hàng vô. Dạ dạ. Thôi vô đây, vô đây, vô đây. Là người đồng bào gì? Người đồng bào gì? Hả? Chờ đây. À, có người yêu chưa? Chưa có người yêu à? Thôi đi vào lãnh cơm đi. Có người yêu chưa? Rô. Đây, người đồng bào không có biết là đứng vô đó. Đứng lại. Rồi, bước tới. Một người. Kéo khẩu trang lên. À. Cái gì? Điện thoại làm mất rồi à? Thì thôi giờ đây có ăn cơm không? Không. Không. Hai ngày, ba ngày rồi. Mình chưa ăn. Linh lấy cơm đi. Thế có ăn gì không? Không à? À. Vậy cô này là à không có ổn định. Rồi một lần nữa thì Tuấn Dương xin cảm ơn anh Châu đã gửi dùm cái số tiền 10 triệu để nấu cơm hồi hướng công đức cho cha là Trần Ưng, 92 tuổi. Em ơi, làm sao? Người chất quần áo là nhà nào? À, không phải, ở đây không phải. Hình như là bà này còn uống rượu nữa, dân tộc uống rượu à? Mang rượu à? Nhưng mà bái có thuộc tiền này là... Nơi bản. Ừ, thôi đi vô đi, đi vô đi, đi vô đi, đi vô đi. Điện thoại có không? Không, điện thoại mình không có ở đây đâu. À. Rồi không có, mình đi vô đi. Cô là cũng có một cái vấn đề về thần kinh các bạn, dân tộc nhưng mà nghe thấy mùi toàn rượu. Cô bị mất trộm đồ, tội quá. Bị mất trộm điện thoại. Rồi. Có những người xin hai phần cơm và cho luôn. Rồi xin cảm ơn anh Châu đã gửi dùm số tiền 10 triệu để nấu cơm hồi hướng công đức cho cha là Trần Ưng, 92 tuổi. Mẹ là Trần Thị Lệ Hoa, pháp danh Diệu Hòa, 84 tuổi. Cảm ơn cô Đài Lan Nguyễn gửi 200 đô và cảm ơn Kiều Linh Trần. Để lát xíu 100 đô này chúng Tuấn Dương sẽ đưa cho chú Sang bị u não. Xin hai ạ.
Còn lấy cơm không? Sang bên đường đứng xếp hàng. Dạ, sang bên đường xếp hàng cô. Mình mình quê ở đâu cô? Mỹ Thanh, xéo Mỹ Tây. Là huyện nào? Mỹ Thanh, xéo Mỹ Tây. Xã Mỹ Tây huyện nào, tỉnh nào? Phú Yên. Phú Yên. À. Rồi cho họ hai phần cơm, dân tộc ăn khỏe lắm. Rồi. Đồng bào gì đây, đồng bào? Dân tộc gì? Bình Thuận nào? Dạ. Rồi ăn cơm đi. Dạ dạ bà ăn cơm đi bà. Rồi cảm ơn. Rồi bước ra ngoài luôn em, bước ra ngoài luôn. Chú ơi, đi đi vòng ra ngoài, đi vòng ra ngoài xếp hàng vô. Ủa đây 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 chưa có thẻ hả? Xếp hàng vô. Cô qua bên kia đường xếp hàng vô. Chưa có thẻ lấy cơm qua bên kia đường xếp hàng. Chưa có thể qua bên kia đường đứng xếp hàng vô. Đây là cô bác một số đang đi qua đường. Chưa có thể đứng bên đường đi, đứng bên đường để lấy phiếu. Xếp hàng vô. Ôi chưa có phiếu qua bên kia đường đứng lấy phiếu đã. Vâng, dạ dạ lấy đồ rồi thôi. Đủ rồi đấy chú. Lúc này phát thì sẽ vất vả hơn trước các bạn ạ. Qua bên kia đường đứng lấy phiếu chị ơi, qua bên kia đường đứng. Bé ơi, tớ con nè. Đứng lại các con, đứng lại các con. Để cho nó bước ra mình nó bước tới. Rồi, tới đi con. Cho nó bước ra, nó bước tới nha chị. Rồi, tới. Đứng lại cho nó bước ra, nó bước tới. Rồi tới đi chị ơi. Cho nó bước ra, nó bước tới bé, dở bọc ra sẵn đi. Rồi bước tới. Cô ơi, cho nó bước ra, mình nó bước tới cô. Giãn cách giùm đi anh. Anh đi phòng xét cho mình quá. Bây giờ tiếp tục theo rồi. Chắc cũng còn cỡ mấy chục người nữa, cỡ khoảng 50-60 người đang đứng. Chú Tư sẽ phát phiếu tiếp. Qua bên kia đường đứng, qua bên kia đường đứng lấy phiếu. Rồi qua đứng xếp hàng vô các cô. Chào chị Tư ơi.
không? Một sớm dở chai sẵn đi cho ta bỏ vô cho nha. Chuẩn bị thấy có một sớm mình dở chai sẵn nha. Qua bên kia đường lấy phiếu em ơi, qua bên kia đường lấy phiếu rồi qua đây lấy cơm. Đó, cỡ chỉ còn mấy chục phiếu nữa là hết rồi. 30 phiếu nữa là hết. Thầy Tuấn Dương cũng xin thông báo là hiện nay Tuấn Dương đã liên lạc với Sơ, nhưng mà máy ấm bừng sáng thì chúng ta chưa có thể thực hiện được. Đây, Tuấn Dương sẽ mở máy điện thoại để cho Sơ, cho cô bác anh chị mình coi là hiện nay ở bên máy ấm bừng sáng là chưa có thể thực hiện được các cái chương trình từ thiện như mình đã làm. Đủ chưa? Cảm ơn nhiều nha. Ở đấy rồi cô muốn làm chương trình nào thì cô ghi vào giấy giúp con. Dạ, con cảm ơn cô. Thưa các bạn, là khi mà Tuấn Dương nhắn cho Sơ thì Sơ nói là bể kế hoạch rồi vì Covid đến nhanh hơn dự kiến của mình. Vậy khi nào ổn thì Sơ sẽ báo các em đi học và lúc đó sẽ tổ chức nhé. Cảm ơn anh Tuấn Dương lúc nào cũng luôn quan tâm đến các em, chúc luôn vui khỏe hạnh phúc. Tức là khi mà Tuấn Dương liên lạc với Sơ thì hiện nay là không có chưa thực hiện được, nên xin cái chương trình này thì sẽ phát quà cho các cháu, thì sẽ đợi đến cái lúc nào mà nó đợi cho tới lúc nào mà tình hình ổn hơn. Dạ, cảm ơn chú nhận đi. Rồi, chú nhận đi chú. Rồi nhanh chân bước tới chị, cho người sau còn nhận. Rồi cảm ơn chị nhá. Dạ. Đúng chưa? Cảm ơn nhiều nha. Rất cảm ơn nhiều nha. Rồi cảm ơn. Thôi kệ ta đi chú ơi. Vì chừng còn phải ăn cơm nhiều mới biết. Rồi đây giờ phát tiếp cho một tốp nữa này. Này chắc tốp cuối cùng rồi. Rồi xếp hàng vô, đi vòng xếp hàng vô cô bác ơi. Thank you.
Rồi còn 3 phiếu thôi. Rồi đứng xếp hàng vô các anh chị ơi. Rồi thôi vậy 3 phiếu thôi khỏi phát nữa, ví dụ nhắm 3 người nữa là xong. Rồi nhận đi cô bác ơi. Nhanh chân cô bác. Về quê hả cô? À lên tài khám có ăn cơm không? Ăn cơm thì vô đây lấy phiếu. Rồi rồi đi vô đây lấy. Cô kia cũng ung thư, u não gì đó. Rồi vòng vô. Rồi còn 3 phiếu nữa là phát hết rồi đó các bạn. Hết phiếu rồi chị ơi, đừng đi vào. Đi vô trong này. Rồi vô trong này còn gì thì cho. Rồi đúng rồi. Nay cơm chay thôi. Rồi tiến tới đi cô. Rồi tiến tới. Đi đâu đấy em? Rồi nhận đi cô. Hồn dữ à. Rồi, tiến tới đi, tiến tới. Thôi có tiền thì mua, khỏi cần đứng vào đấy cũng được, nhường cho người khó khăn hơn. Chú đứng vô đi, chú vô trong nhận đi. Vâng, vâng. Xếp hàng vô. Cho nó bỏ vô cho nhanh. Rồi, còn mì, còn sữa đây. Rồi, nay lên trễ đó. Rồi. Đó có vậy thôi à, không có cá. Này cơm chay. Thôi được rồi. Rồi, rồi gửi biểu anh. Qua đây. Qua nhận tiền kìa. Rồi. Rồi gửi em nha. Vâng.